miễn đừng bỏ cuộc tôi gửi anh em lộ trình 3 tháng lên cơ tôi biết anh em rất nôn nóng tìm một con số làm mục tiêu theo đuổi may cho anh em ở đây tôi có sẵn câu trả lời tập bao lâu lên cơ giảm sạch mỡ thừa chúc mừng nếu ông vượt qua lời biếng bản thân để đến với gym theo đuổi sức khỏe dẻo dai thân hình săn chắc vạm vỡ và một lối sống cực heo thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tập của anh em như chương trình tập phù hợp thời gian tập tặng người chế độ dinh dưỡng hormone Chúng ta không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi tập lên cơ cần bao lâu vì năm yếu tố tác động kết quả tập của chúng ta khác nhau, chúng ta chỉ có khoảng thời gian cho thành quả của anh em thôi. Thằng một sốt cuộc tập khoảng bao lâu bắt đầu lên cơ, một nam giới có giáo trình tập phù hợp với tạng người, tình trạng sức khỏe, ăn uống hợp lý, sau 2 tháng tập cơ thể có những biến đổi rất tích cực. Mỡ thừa trên cơ thể đã tiêu hao khá nhiều, cơ thể rắn chắc lên, độ mạnh, độ bền của cơ bắp cải thiện rõ rệt, các đường nét cơ bắp rõ ràng hơn, nhưng đừng vì thế mà lơ là tập luyện. Tăng chít dây nha anh em, đây chỉ là giai đoạn đầu chinh phục cái đẹp thôi, trong 6 tháng đến 1 năm sau, body của anh em được gọi là đẹp rồi đấy. Khoảng thời gian tập này phải đảm bảo tập đều đặn 3, 4 buổi tuần, mỗi buổi 30 đến 60 phút tập thăng 2 tập bao lâu sẽ giảm cân, khi muốn đánh giá quá trình tập luyện. Chúng ta không dùng cân nặng để nói chuyện với nhau, chúng ta nói về phần trăm mỡ của cơ thể, số đo 3 vòng, chiều cao, lượng cơ bắp trong cơ thể đừng nhầm lẫn buộc cơ thể phải dùng mọi cách giảm cân nhé anh em cứ bình tĩnh kiên trì tập luyện trong khoảng một tháng số mỡ thừa sẽ giảm đi kha khá thời gian đầu số cân nặng giảm nhiều do cơ thể mất nước khi bắt đầu giảm mỡ thừa số cân sẽ giảm chậm hơn thế mới thấy anh em đừng nản nếu cân không giảm vù vù cơ thể anh em đang thay đổi từng tuần đấy thăng ba tập luyện và ăn uống ra sao để tăng cơ giảm mỡ thừa Mốc thời gian để có body đẹp tôi nói ở trên hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian tập lên cơ bằng cách tăng hiệu quả tập thông qua việc tăng mức tạ. Tập các bài body weight hoặc tập với dây đàn hồi resistant band, anh em có thể tập các bài tập body weight để tăng cơ đơn giản như hít đất, hit xà đơn, các bài squat và các bài bước lunges. Hãy nhớ, không ham tạ nặng, tập gì cũng phải lắng nghe cơ thể và khả năng của mình, thực hiện được 3 set với 12 rep, set thì mới nên nâng mức tạ đang tập, ham tập nặng tập nhiều dễ dẫn đến chấn thương, tập không hiệu quả do cơ không có thời gian thư giãn, hồi phục nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có bài nói về chế độ dinh dưỡng cho anh em Zimmer sau. Nhưng trước hết anh em nhớ giúp tôi vài ý sâu, nạp 2 gram protein, 1 kg cân nặng trong quá trình tăng cơ tổng lượng calo nạp vào không được vượt quá calo tiêu hao. Để tăng cơ thì cần quá trình lâu dài và kết hợp nhiều yếu tố, chúc anh em sớm có được body mỡ ước.